Dạ Ngọc già mến chào các bạn. Thì sau các cái series mà với học liệu từ cái Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore đó để giới thiệu cơ bản về đầu tư rồi sự phân biệt giữa đầu tư lướt sóng rồi một số kiến thức cơ bản trong về cổ phiếu, về trái phiếu, về thị trường chứng khoán hoặc là cũng như là về cái cơ bản về cái phân tích kỹ thuật đó. Thì hôm nay chàng Ngọc Già sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn cái trang web FINRA của Mỹ. Đây là một cái tổ chức độc lập để mà người ta hỗ trợ cho những cái người mà nhà đầu tư cá nhân ở Mỹ ha, để bảo vệ cái quyền lợi của những cái nhà đầu tư cá nhân. Và chàng Ngọc Già lúc trước phát hiện ra đây nó có những cái khóa học nhỏ nhỏ rất là hay, nó vừa chơi vừa học luôn. Thì chàng Út Già sực nhớ lại là cái này là mình có thể chia sẻ với lại các bạn, có nghĩa là vừa vừa cùng chơi mà vừa vừa cùng học với các bạn luôn. Cho nên là hôm nay là chàng Út Già sẽ thử với các bạn, giới thiệu các bạn cái web này là nó như vậy rồi. Ở đây thì người ta để 6 cái khóa, vừa học vừa chơi ha, vừa học tiếng Anh mà vừa học về kiến thức về về tài chính đầu tư luôn. Thì ví dụ như đây người ta có cái 6 cái khóa rất là dễ thương ha, gọn gọn vừa chơi. Về cái đầu tư là mình phải có được cái mục tiêu đầu tư của mình nè, đó là mình phải có một cái cam kết ha. Tại vì trong đầu tư nó đòi hỏi là vấn đề là thời gian, sự kỷ luật, sự kiên trì. Cái thứ hai là những cái thuật ngữ quan trọng mà mình cần biết, mình phải hiểu. Rồi nói về rủi ro và cái lợi nhuận. Nói về các cái dạng gọi là cái lãi suất, cái tỷ suất sinh lợi ha, rồi cái sự đa dạng hóa trong cái danh mục đầu tư, tại sao là mình cần phải đa dạng hóa danh mục đầu tư. Rồi cái nữa phải phải lưu ý trong cái đầu tư đó là liên quan đến các cái loại phí và các cái commission, các cái hoa hồng để mà mình lưu ý. Hôm nay thì mình sẽ chơi cái game, cùng nhau chơi cái game đầu tiên đi ha. Cái game đầu tiên đó là về cái thiết lập các cái gọi là các cái mục tiêu đầu tư, tại vì mình phải biết là cái mục tiêu của mình là gì, cái mục tiêu của mình là gì ha. Thì đây các bạn thấy không, mình làm cái ví dụ là cái mục tiêu đầu tư giống như là leo núi vậy đó, mình phải đi từ từ ở các cái chặng khác nhau, sẽ có các cái độ cao khác nhau đúng không, độ cao 1.500 m, 1.800 m. Sau đấy đến 1.900 m rồi 2.000, ví dụ cái độ cao nó sẽ khác nhau. Và quan trọng nhất là trong cái đầu tư là phải mình có cái commitment ha, mình phải có một cái cam kết ha. Thì cái vừa chơi vừa học này nó sẽ giúp cho cái người học là nhà đầu tư cá nhân đó là phải có được những cái mục tiêu đầu tư mà có thể là có đạt được ha. Nếu các bạn học về quản trị này nọ trong kinh tế, thường người ta hay nói đến cái mục tiêu mà SMART đó. Smart là viết tắt của, không phải nó là không chỉ là thông minh đâu mà lanh lợi đâu, mà nó còn là smart, có nghĩa là đó, nghĩa là mục tiêu nó phải là specific nè, measurable nghĩa là cái cụ thể, phải đo lường được rồi phải có thể đạt được, phải có cái thời gian thực hiện ha. Rồi ví dụ đây thì nó có cái mình cùng chơi thử đi ha. Thì đấy nó nói rất là hay, sẵn sàng đi, sẵn sàng mình chuẩn bị và mình đi thôi, lên đường thôi. Ví dụ người ta nói là đấy, vấn đề là bạn có đi đi du lịch đúng không, với ai hay là đi một mình gì đó, cho nên là mình phải có một cái mục tiêu tài chính rồi mình tiến lên. Nhưng mà quan trọng là cái mục tiêu đó là gì ha. Thì mỗi người sẽ có một cái mục tiêu khác nhau. Thì ở đây các bạn thấy người ta sẽ cho mình chọn là trong số 8 cái mục tiêu này thì cái mục tiêu nào được gọi là cái mục tiêu tài chính. Tại vì ha, nhớ rằng nha, người ta dặn mình nè là đầu tư là gì, đầu tư là cái mà bạn bạn làm được với cái tiền, mà cái khoản tiền mà mình tích lũy được ha. Và có nghĩa là thường là đầu tư là phải có một cái mức độ rủi ro nhất định, mức độ rủi ro nó thấp hay nó cao nhưng mà nó phải có ha. Nghĩa là mình phải bỏ cái tiền mình vô, mình bỏ tiền ra rồi sau đấy là mình còn thời gian và mình chấp nhận một cái mức độ rủi ro, thì như vậy thì ta mới gọi là đầu tư. Thì giờ trong này các bạn thấy cái nào là đầu tư nè, ví dụ như là lập ra một cái quỹ khẩn cấp có phải là đầu tư không? Không đúng không, tại vì cái này nó đâu có chấp nhận rủi ro và bỏ tiền ra đâu đúng không. Ví dụ như là lo tiền cho con nó vô đại học, cái này chắc được à, ok. Hoặc là ví dụ như là mình tạo ra một cái ngân sách làm cái chuyện gì đó, ví dụ như là mình sửa nhà chẳng hạn đúng không, hoặc là mình
có một cái ngân sách lớn trong vòng 5 10 năm nữa chẳng hạn ha, thì nó nếu mà mình làm một cái contract này như vậy là cái này là một cái nhu cầu về cái mục tiêu tài chính cơ bản thôi. Cái này thì bạn cần, nó báo là bạn cần có một cái kế hoạch để mà trước khi bắt đầu. Như vậy là nếu mà bạn bạn chọn là để mình tạo một cái budget, mình tạo một cái kế hoạch tài chính, thì nó khác với lại là bạn có một cái kế hoạch tài chính để làm cái gì đó, đúng không? Nhưng mà trong khi đó, ví dụ như bạn nói là về hưu ở tuổi 65 thì người ta sẽ nói là ok, ví dụ như mua cái nhà nó cũng là một cái kế hoạch tài chính tốt, đúng không? Đấy, thì đấy là những cái mà mình có thể lập các cái kế hoạch khác nhau để mình thử. Các bạn vô cái website này, các bạn sẽ có cái chọn lựa của mình, đúng không? Và như vậy là cái mục tiêu của mình. Và khi mà bạn bạn sẵn sàng, bạn chuẩn bị rồi, bạn đầu tư, thì cái này là lúc này là cái người ta đòi hỏi là mình phải có những cái điều kiện kiên quyết nhất định. Ví dụ như có người ta nói là có bột mới gột nên hồ là như vậy đó. Hoặc là ví dụ các bạn muốn học cái gì đó thì người ta hỏi là muốn vô học cái môn này là phải có những cái điều kiện tiên quyết gì. Ví dụ như độ tuổi bao nhiêu, kiến thức bao nhiêu, thì trong đầu tư nó cũng vậy thôi. Ví dụ hỏi là mình có cái quỹ khẩn cấp chưa, có chưa, hãy có rồi, phải có cái quỹ khẩn cấp trước rồi thì mới đầu tư. Thì trong các cái này nó có cái chữ y, nó sẽ giải thích là information, nó sẽ giải thích cho các bạn nè. Thì nó nói là hãy chọn là yes, là có, nếu mà bạn đã có đủ được cái 3 tháng dự phòng cái chi phí sinh hoạt của mình. Ví dụ các bạn ở Việt Nam hoặc là ở Tây cũng vậy. Ví dụ mình tính toán cái chi phí ở Việt Nam đi, cái chi phí của mình là hàng tháng đó nha, tất cả các cái luôn đó, chi phí sinh hoạt của mình là nó khoảng 10 triệu đồng cho một người đi, ví dụ vậy. Mình không biết nhưng mà các cỡ đó mà trung bình đi, thì các bạn cần chuẩn bị dự phòng là 30 triệu chẳng hạn. Thì hỏi là ví dụ mình có cái quỹ dự phòng đủ 3 tháng hay không. Nếu có thì mình trả lời vô. Rồi tiếp theo là cái khoản nợ của mình có kiểm soát được hay không, có nghĩa là cái nợ của mình nó không có tăng lên ha. Hoặc là ví dụ như là nợ của mình nó không có chuyển thành nợ xấu nhóm này nhóm kia. Ví dụ như là doanh nghiệp thì người ta chia thành đấy làm 5 nhóm nợ, từ nợ nhóm 2 sang nợ nhóm 3, có nghĩa là cái thời hạn mình trả nó bị trễ. Thì cá nhân cũng vậy thôi, nghĩa là mình bị khất nợ, đảo nợ, thì cái nợ mình có kiểm soát được hay không. Thì ví dụ các bạn có thể trả lời yes hay no ha, cái này thì nó không có ấy. Nhưng mà khi mà các bạn trả lời no, thường là các bạn không qualify, không có, chưa sẵn sàng để đầu tư. Rồi các bạn có một cái ngân sách hay không. Như vậy là cái ngân sách này là các bạn phải có một cái bảng theo dõi, chứ không có phải tưởng tượng ở trong cái đầu của mình tính toán, tính gọi là tính rợ hay là tự nhẩm được. Thì cái này là mình phải có một cái sổ theo dõi, hoặc là một cái trang tính Excel, hoặc là bây giờ ôi nó có nhiều các cái ứng dụng lắm trên trên điện thoại, ví dụ như vậy. Rồi ví dụ như giả sử là mình có hết ha. Rồi tiếp theo là bạn có tính cái tài sản ròng của mình hay không ha. Tại vì chàng gốc gà có viết trên cái blog đó, có nghĩa là cái giàu có nó khác cái giàu nợ. Mình trong cái mindset như là tài chính doanh nghiệp đó, thì trong cái bảng cân đối kế toán của một cái doanh nghiệp nó như là cũng của gia đình, của mỗi người thôi. Nghĩa là tổng tài sản sẽ bằng tổng nợ cộng với lại cái vốn chủ sở hữu, nghĩa là, và cái vốn chủ sở hữu đó thật ra là cái tài sản ròng của mình đó. Thì phải tính ra, thì cái này là mình phải tính ha. Ví dụ như là tổng tài sản là có 10 tỷ nhưng mà nợ hết vay hết 5 tỷ rồi, thật ra thì cái tài sản ròng chỉ còn là 5 tỷ thôi, ví dụ như vậy. Rồi bạn có cái check cái credit report hay không, nghĩa là cái điểm số tín dụng hay không. Cái này thì ở Việt Nam mình thì chưa, nhưng mà ở nhất là ở Mỹ ha, ở Mỹ rồi các cái nước khác thì cái hồ sơ tín dụng cá nhân nó rất là quan trọng. Ở Việt Nam mình thì hiện nay thì chỉ mới có chủ yếu là doanh nghiệp thôi, ở cái trung tâm CIC thôi, chứ còn nhưng mà ở nước ngoài thì hầu như là ai cũng xài tín dụng nhiều, cho nên cái này mình phải coi, có nghĩa là phải kiểm tra thường xuyên. Cái việc mà kiểm tra các cái thông tin liên quan đến tài chính, nó giống như các bạn đầu tư, các bạn cũng phải kiểm tra cái báo cáo tài khoản của mình nó định kỳ ha. Thì ok, cái này học sinh ngoan nha, cái này người ngoan, nên mình ok yes hết. Thì nói là ok, good job, excellent ha, bạn sẵn sàng ha, mình có thể đi tiếp ha. Thì ở đây thì người ta sẽ nói tiếp, mình chơi tiếp đó là gì. Để mà khởi 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 đầu bắt đầu cái mục tiêu á, thì mình phải có một cái biết tưởng tượng ha, mình phải phải đặt ra cái mục tiêu ha, và cái mục tiêu này nó phải realistic, nó phải thực tế
À, nó phải thực tế, không có viển vông ha, là chân phải vô chạm đất. Thì bây giờ người ta sẽ hỏi mình chơi là chọn một cái mục tiêu 5 năm, thì ở đây nó không có cái câu hỏi gọi là đúng hay sai gì hết á, mình chỉ chọn thôi ha. Ví dụ như mình muốn là mình sẽ chuyển đến thành phố khác, rồi mình nói chung là mình sẽ kết hôn ha, mình sẽ lập gia đình ha, hoặc là mình sẽ mua mua chiếc xe. Giờ các bạn muốn làm gì đây? Ví dụ như thôi mình relocate ha, mình chuyển nhà đi ha, mình mua nhà đi, ví dụ như vậy. Rồi. Ok, như vậy là mình đã chọn mua mua nhà nha. Sau đấy thì bây giờ cái mục tiêu 10 năm là mình làm gì sau 10 năm? Ví dụ như bây giờ là mình có thể là mình mở một cái doanh nghiệp riêng của mình đi, ví dụ như vậy ha, mà tại vì mở doanh nghiệp thì có thể là cần một cái vốn nào đó ha. Chẳng hạn như vậy, 10 năm nữa là mình mở doanh nghiệp. Mình có thể là chuẩn bị cái tiền học cho con của mình. Ví dụ các bạn mà ở lứa tuổi khoảng chừng 40 ha, mà bắt đầu có con thì bắt đầu cũng có thể nghĩ đến cái chuyện là để dành chẳng hạn như vậy. Hoặc là mở doanh nghiệp, mình mở doanh nghiệp thử đi ha. Ok. Cái mục tiêu mà sau 40 năm nữa mình làm gì ha? Grow a legacy huyền thoại ha. 40 năm nữa mình ví dụ mình về hưu đi ha. Hoặc là ví dụ cái này là ví dụ như là nói là chẳng hạn như là có được hết tất cả những cái chi phí sức khỏe này nọ. Hoặc là ví dụ như này làm từ thiện, hoặc là về hưu thoải mái. Thôi ví dụ mình chọn đi ha, mình chọn làm từ thiện thử đi ha. Mình có một cái ngân sách lớn để mà mình có một cái từ thiện mình làm. Rồi, ok. Đấy là các cái mục tiêu về về tài chính. Ví dụ như là trước nhất là mình 5 năm là mình mục tiêu 5 năm là mình đổi nhà ha, mình chuyển nhà. 10 năm là mình mở cái doanh nghiệp riêng của mình, và sau 40 năm là mình sẽ có được một cái gọi là một cái quỹ tiền, một số tiền lớn đó để mà mình làm từ thiện. Thì các bạn thấy rằng đây cái mục tiêu là 5 năm là nó có thể coi là đấy trung hạn, ngắn trung hạn ha, 10 năm bắt đầu là trung hạn và 40 năm là mục tiêu dài hạn. Như vậy là mình sẽ thấy các cái mục tiêu khác nhau của mình. Bây giờ mình chọn cả ba cái mục tiêu luôn. Rồi thì để mình sẽ coi tiếp tục là nó nói là rất là quan trọng, critical, rất là quan trọng để mà tập trung vô những cái mục tiêu ngắn hạn, những mục tiêu trung hạn và những mục tiêu dài hạn ở ở ở tất cả các cái thời điểm luôn. Có nghĩa chứ không phải là lúc nào mình cũng chỉ tập trung vô cái mục tiêu ngắn hạn trước mắt đâu, mà trong ngắn hạn mình vẫn nghĩ đến cái trung hạn và dài hạn ha. Một cái mục tiêu mà đầu tư đó nó không có là ưu tiên có nghĩa là một cái mục tiêu đầu tư nó không phải là cái ưu tiên, mà cũng không phải là cái nó lâu dài, nó xa như thế nào trong tương lai ha. Không, cái này mình phải hiểu như thế này nè. Nếu mà một cái mục tiêu đầu tư mà không ưu tiên dù trong bất kỳ cái khung thời gian nào ngắn hạn, khi mà bạn không ưu tiên mục tiêu đầu tư thì đó không phải là một cái mục tiêu đầu tư. Cho nên là dù ngắn hạn, dù trung hạn, dù dài hạn gì thì chúng ta cũng cũng nên là ưu tiên. Và cái đây thì khi người ta nói rằng mình có cái mục tiêu rồi thì mình phải có cái lộ trình, giống như mình có cái GPS đó, mục tiêu mình biết rồi thì bây giờ là mình sẽ nói rằng là cái pathway, cái đường mình đi nó sẽ như thế nào ha. Đầu tiên là mình phải cần có cái sự tham vấn ha. Ví dụ như là người ta nói là nói với lại những cái người khác mà trong cái có liên quan đến cuộc đời của bạn hơn. Mình có thể chia sẻ cái mục tiêu chẳng hạn như là với cái người bạn đời của mình, hoặc là người mà mình rất là tin tưởng chẳng hạn, đúng không? Hoặc là ví dụ như là cái người phụ trách nhân sự ở chỗ mình làm đó, người ta cũng có thể biết được kế hoạch nhiều hơn về 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 các cái chương trình hưu trí này nọ vân vân. Rồi những cái người mà làm trong cái nghề tài chính cũng có thể giúp bạn, ví dụ như vậy. Có nghĩa là phải có cái thông tin, mình có thông tin từ nhiều nhiều cái nguồn khác nhau. Ví dụ chàng ốc già cũng là một nguồn ví dụ vậy.
Rồi sau đấy thì mình phải tính toán đúng không? Mình phải biết được cái mục tiêu, cái phải phải định lượng được, phải ra con số là cái mục tiêu của mình. Rồi cũng phải có những cái mục tiêu gọi là quá độ đó, interim, nghĩa là tạm thời, tạm thời đó. Quá độ. Rồi mình cũng phải, ví dụ như là họ cho một cái ví dụ là mình phải tính toán là 1 năm cái chi phí của mình là bao nhiêu, đúng không? Rồi sau đấy là mình nghĩ là mình sẽ về hưu trong bao nhiêu năm. Ví dụ như mình nói mình nghỉ hưu ở tuổi 60, rồi sau đấy là mình sống thọ đến khoảng chừng 80 tuổi thôi là được rồi, thì mình cần 20 năm cái chi phí để mà mình về hưu, ví dụ như vậy. Rồi ví dụ sau đấy thì mình phải calibrate, mình phải đong đo đúng không, cân đo đong đếm, thì mình là phải tùy, cái này là không có cố định, mình phải thích ứng, mình phải linh động ha, flexible, nghĩa là mình phải điều chỉnh cái mục tiêu của mình khi mà nó có những cái sự thay đổi, ví dụ như là những cái thay đổi về gia đình, những cái thay đổi về công việc, những cái thay đổi về về thị trường, những cái thay đổi mà không 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 ai mà biết trước được đúng không? Cho nên là luôn luôn là mình xem xét lại ha, tại vì cái gì nó cũng sẽ phải thay đổi theo thời gian mà đúng không? Cái gì nó cũng phải thay đổi hết. Sau đấy thì tiếp theo cái lộ trình của mình là mình phải ghép lại từng cái các cái phần với nhau lại, có nghĩa là một cái mục tiêu mà nó dài hạn thì nó cũng phải bắt đầu từ những cái rất là những cái nhỏ ha, thì tất cả những cái phần đó nó sẽ ghép lại thành một cái kế hoạch và đạt được cái mục tiêu của mình. Và điều cuối cùng đó là mình phải cố gắng lập ra một cái thói quen kỷ luật, và nó giống như nó thành tự động hóa luôn đó. Ví dụ như là người ta khuyên là ví dụ trong tiết kiệm là mình phải tự động mình bỏ chẳng hạn như 10% 20% đầu tiên từ cái thu nhập đó, rồi mình hãy chi còn lại, có nghĩa là chi tiêu sau khi tiết kiệm, chứ không phải là tiết kiệm sau khi tiết kiệm còn lại sau khi đã chi tiêu, tại vì thường cái tiết kiệm sau chi tiêu thì nó không còn chưa 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 kể là nợ thêm nữa đấy. Thì đấy là những cái mà khi mà mình lập ra một cái kế hoạch đó, người ta nói đó đấy, người ta nói là cuộc sống mà nó luôn có những cái bất ngờ ha, những cái cú gọi là đảo chiều chẳng hạn ha, hoặc là có những cái mà nó làm cho mình phân tâm này nọ đúng không? Cho nên vấn đề quan trọng là mình phải tập trung vô cái mục tiêu của mình, kiên định với lại cái mục tiêu của mình. Thì các bạn thấy là chẳng hạn như là một người thì có thể thay đổi công việc, mà các bạn biết là thay đổi công việc thì nó có hai chiều hướng đúng không? Hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực. Chẳng hạn như vậy. Ví dụ như là được thăng tiến ha, nhưng mà cũng có trường hợp là thay đổi công việc bởi vì khủng hoảng kinh tế chẳng hạn. Những năm Chàng ông già nhớ năm 2008, 2009 là nhiều người có công việc rất là tốt trong cái lĩnh vực tài chính này, khủng hoảng thì quá là tê tua luôn. Thì đấy là ví dụ như là khi mà thay đổi công việc thì mình sẽ có một cái kết quả khác nhau. Cái ví dụ này thì nó dùng cho ở Mỹ, tại vì các bạn biết là ở Mỹ nó có cái chương trình 401k, là cái chương trình hưu trí, nghĩa là cái người mà lao động á, mình sẽ max out cái tiền của mình bỏ một đồng, thì tương ứng như vậy là cái người chủ doanh nghiệp đó, cái người sử dụng lao động cũng sẽ bỏ vô một phần, cái này chủ yếu có cái doanh nghiệp khu vực tư, thì như vậy là mình sẽ cùng có một cái tạo ra một cái quỹ hưu trí cho mình. Thì đấy là ví dụ thay đổi công việc này thì nó cũng có cái ảnh hưởng nè, hoặc là ví dụ như là thị trường nó biến động nè, ví dụ như là các cái khủng hoảng dotcom 2000, khủng hoảng tài chính 2008, 2009 vân vân, thì khi mà thị trường, hoặc là ví dụ như là cái đợt Covid hôm rồi hồi tháng 3 năm 2020, các bạn thấy nó sẽ, đấy là những cái mà nó distract mình, nó làm cho mình dao động, tâm hồn dao động luôn đấy. Và đấy có cái tình huống nữa, ví dụ như là ok chẳng hạn như cái relationship của mình, status nó đổi đúng không, ví dụ như là mình đang độc thân cái là mình thành có gia đình, hoặc là mình đang có gia đình thế là phải ly thân chẳng hạn như thế, thì tất cả những cái đấy thì nó cũng có thể thay đổi cái mục tiêu tài chính của mình, cái kế hoạch tài chính của mình ha, thì mình cũng phải lưu ý. Rồi ví dụ như là mình phải kiên trì với các cái mục tiêu tài chính của mình. Ví dụ như là chẳng hạn như là mất việc đúng không, hoặc là ví dụ mình phải cần những cái gọi là có những cái emergency, những cái khẩn cấp về về cái tài chính, đấy. Chẳng hạn như nếu mà có những cái tình huống khẩn cấp về tài chính thì mình phải lấy cái khoản tiết kiệm ra trước,
đúng không, thì có nên lấy hay không. Thì cái này á, mình nói lại các bạn là ở Việt Nam nó có cái tình trạng là một số bạn hoặc là một số anh chị á, khi mà cái khó khăn á, thì hay rút cái gọi là bảo hiểm xã hội một lần. À, thì cái này là thật sự là không nên. À, tại vì cái đấy là cái mà mình đã có cái phần tích lũy của mình, và khi mà giữ cái bảo hiểm xã hội đó nó còn có những cái quyền lợi khác nữa chứ không phải tiền. À, ví dụ những cái quyền lợi là còn bảo hiểm y tế các cái khác nữa. Cho nên là nếu mà thật sự đó là cái giải pháp cuối cùng, còn không thì mình những cái mà mục tiêu tài chính của mình thì mình phải 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 liên tục. Tại vì nếu mà mình rút cái bảo hiểm xã hội ra rồi thì sau này nếu mà mình đi làm ở chỗ khác là nhiều khi là mình phải quay lại từ đầu. À, mà các bạn biết là cái bảo hiểm xã hội thật ra nó chính là cái quyền lợi của người lao động. Mà các bạn biết là cái giới chủ là cái chủ doanh nghiệp luôn luôn muốn muốn ít hơn. Muốn 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 trả cái đóng cho nhà nước ít hơn, và thật là đóng cho cái người lao động ít hơn, cho nên là họ sẽ giảm lại. Cho nên có một bài Chàng Óc Già có viết là đấy, về cái bảo hiểm xã hội đó, thì nếu mà mình đi vô cái chỗ nào đó nói phỏng vấn mà nói chuyện nhân sự là bây giờ là chị khai lương của em là theo 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 mức quy định của nhà nước, hay là khai theo cái mức lương thực tế thì nó khác nhau, đó là để thử đó, đúng không? Thì đấy là có những cái kế hoạch. À, thì trong cái kế hoạch tài chính đó là phải mình có một cái cam kết ha, và phải kiên định ha. À, nói chung là phải có những cái lựa chọn và có những cái gọi là cái discipline, cái kỷ luật ha. Nhưng mà nó là cái thành quả, nó là một cái gì đó nếu mà bạn kiên trì. Nó không khó, quá khó, nếu mà cái này là mình chỉ cần có một cái sự kiên trì, một cái sự bền bỉ. Và các bạn biết là có rất là nhiều người chỉ vì cái sự kiên trì và bền bỉ của mình mà họ có được một cái kết quả tài chính rất là nhiều. Rất là nhiều, các bạn chỉ cần nhìn xung quanh cuộc sống của mình thôi, những người xung quanh các bạn sẽ thấy là tại sao có những người sau một cái thời gian thì người ta có được một cái tình trạng tài chính nó tốt hơn rất là nhiều. Ừ. Đấy. Ok, như vậy là xong rồi. Như vậy đấy là cái game đầu tiên là mình chơi, do cái Finra nó làm cũng khá là thú vị ha. Mình tự chọn để cho, và sau đấy là nó tập cho mình, thì các bạn hoàn toàn có thể tự làm lại, các bạn hoàn toàn có thể tự làm lại với lại cái của mình nha. Mình tự chọn thôi. Cái này đối với những cái bạn mà chưa quen tiếng Anh thì đấy, mình vừa học kiến thức những cái từ trong tài chính mà mình vừa học được cái tiếng Anh của mình luôn ha. À, rồi Chàng Cốc Già mến chào các bạn và hẹn gặp lại với các bạn trong cái clip lần tới nha. Bye bye, mến chào các bạn.